táo bón không chỉ gặp nhiều ở trẻ em mà người lớn cũng rất hay mắc phải tình trạng này táo bón ở người lớn thường không được quan tâm đúng cách vì bình thường những người trưởng thành không có thời gian dành cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân khi bị táo bón nặng thì điều trị cũng rất khó video dưới đây chúng tôi sẽ đưa cho các bạn những thông tin về vấn đề táo bón ở người lớn Triệu chứng táo bón ở người lớn là như thế nào, cách giúp đẩy lùi táo bón ở người lớn là gì? Những đối tượng dễ mắc phải táo bón ở người lớn. Người trưởng thành cũng có một số ngành nghề tính chất công việc dễ mắc phải táo bón. Hoặc độ tuổi đó dễ dàng bị táo bón, những đối tượng dễ bị táo bón như dân văn phòng dễ mắc táo bón. Do tính chất công việc hay phải ngồi nhiều, ít vận động. Vì thế chất thải trong cơ thể dễ bị tích tụ lại gây nên táo bón. Dân văn phòng còn hay mắc phải chỉ, đây cũng là căn bệnh thường thấy của dân văn phòng, người cao tuổi, khi tuổi cao chuyển hóa trong cơ thể bị suy giảm. Người cao tuổi ít vận động nên chức năng ruột bị ảnh hưởng. Người cao tuổi ít vận động vì thế rất dễ bị táo bón. Phụ nữ có thai, phụ nữ có thai dễ bị táo bón nguyên nhân là do phụ nữ có thai cơ thể mẹ có sự thay đổi hóc môn, ba đối tượng này ở người trưởng thành là ba đối tượng dễ mắc táo bón nhất. Các bạn nên lưu ý nếu mình là một trong ba đối tượng trên thì nên có những biện pháp khắc phục khác nhau nhé. Táo bón ở người lớn là tình trạng như thế nào? Cũng giống như ở trẻ em, người lớn bị táo bón là tình trạng khó khăn trong việc đi đại tiện, phân cứng như phân dê, số lần đi đại tiện ít hơn 3 lần trên một tuần, thời gian đi đại tiện một lần kéo dài lâu, những triệu chứng dễ nhận biết này cho thấy người này đang bị táo bón. Táo bón ở người lớn dễ điều trị hơn trẻ em vì người trưởng thành sẽ có nhận thức về bệnh cũng như điều trị sẽ dễ dàng hơn. Những biện pháp đẩy lùi táo bón ở người lớn như sau: Ăn nhiều thực phẩm có chứa chất xơ, có rất nhiều thực phẩm có thể bổ sung chất xơ cho cơ thể như rau xanh, củ quả. Chất xơ giúp tình trạng táo bón thuyên giảm, sức khỏe sẽ được cải thiện khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, uống nhiều nước hơn mỗi ngày, uống nước là việc không thể không làm. Vì không những giúp cải thiện táo bón rất tốt, việc uống nước mỗi ngày còn giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, tham gia quá trình trao đổi chất vận động nhiều hơn dù là dân văn phòng mẹ bầu hay người cao tuổi thì cũng cố vận động mỗi ngày nhé dân văn phòng thì cố đứng lên đi lại nhiều hơn sau mỗi giờ nghỉ giải lao uống thuốc nhuận tràng nếu cần có nhiều loại thuốc nhuận tràng với những cơ chế khác nhau có thuốc thì giúp kéo nước vào trong lòng ruột một số thuốc nhuận tràng thì tăng cường nhu động ruột giúp đẩy khối phân ra ngoài dễ dàng trên đây là những phương pháp bạn có thể sử dụng khi bị táo bón ngoài ra để không phải sử dụng đến thuốc để điều trị táo bón bạn có thể tìm đến một số loại thực phẩm chức năng thông thường thì thực phẩm chức năng giúp cung cấp chất sơ lợi khuẩn vitamin và khoáng chất không những giúp đẩy lùi táo bón mà còn giúp cho sức khỏe hệ tiêu hóa của bé được tăng cường bạn nhớ lựa chọn những sản phẩm không ảnh hưởng đến nhu động ruột để ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhất nhé sản phẩm hỗ trợ táo bón người lớn nhanh chóng đối với người trưởng thành thì việc điều trị táo bón không quá khó khăn Tuy nhiên, để điều trị dứt điểm được tình trạng này thì thực sự phải quyết tâm thay đổi. Thay đổi từ lối sống, chế độ sinh hoạt, những thay đổi này không chỉ ngày một ngày hai mà có thể dễ dàng thay đổi được. Vì thế cần thiết đó là sự quyết tâm của các bạn. Những sản phẩm hỗ trợ chỉ mang đúng cái tên của nó đó là giúp hỗ trợ mà thôi. Sau đây chuyên gia của chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một sản phẩm hỗ trợ điều trị táo bón nhanh chóng. Đó là InsoTagol, đây là một sản phẩm được nghiên cứu kỹ càng có công dụng vô cùng hiệu quả đối với những người gặp phải tình trạng táo bón. Cùng chúng tôi tìm hiểu thành phần cũng như lý do tại sao sản phẩm lại giúp thoát khỏi táo bón nhanh chóng vậy nhé. Inso Tacgon với thành phần gồm có chất xơ hòa tan phót, có bào tử lợi khuẩn Bacillus, vitamin nhóm B, chất nhuận tràng thẩm thấu, khi đi vào cơ thể thì chất xơ hòa tan sẽ trương nở bằng cách hút nước bên ngoài vào. Vì thế sẽ làm mềm và tăng kích thước khối phân lên. Giúp cho khối chất thải dễ dàng di chuyển được trong dạ dày ngoài ra với Sobiton chất nhuận tràng thẩm thấu sẽ giúp cho khối phân di chuyển dễ dàng hơn ngoài ra inso tachgon còn giúp tăng cường khả năng co bóp của dạ dày để đẩy khối phân đi lợi khuẩn beraillus sẽ ăn chất sơ và tiết ra các enzym tiêu hóa lợi khuẩn có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột và enzym tiêu hóa thì hỗ trợ tiêu hóa thức ăn tốt hơn bằng cách phân cắt các thức ăn thành những phần nhỏ hơn công dụng của inso đối với trẻ bị táo bón giúp hỗ trợ điều trị tận gốc phòng chống các trường hợp bị táo bón Phòng tránh tình trạng phải dặn quá mức khi bà bầu đi đại tiện. Giúp bà bầu đi đại tiện được tự nhiên, Inso có tác dụng điều trị đối với những trẻ bị táo bón cấp và mãn tính. Sử dụng cho cả trẻ bị trĩ, đại tràng cấp và mãn tính, bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa. Ngoài ra, những bào tử lợi khuẩn này có khả năng tiết ra enzyme tiêu hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Bổ sung vitamin B giúp bà bầu tăng khả năng ngon miệng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại. Ngoài ra Insotacol còn hỗ trợ trẻ trong các trường hợp như khó tiêu, đi ngoài phân sống, rối loạn tiêu hóa. Trên đây là những thông tin về vấn đề triệu chứng táo bón ở người lớn là gì? Người lớn bị táo bón nên làm gì cùng với những đối tượng dễ bị táo bón? Bạn nên có những biện pháp cụ thể nếu mình gặp phải tình trạng này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hy vọng rằng video sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích, giúp cho bạn chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn nhé. xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc lê minh tuấn để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo